Chứ bạn ăn mình sẽ vẽ cái khay trước, mình đã từng vẽ một cái khay đồ ăn đó các bạn. Giờ mình sẽ vẽ cái khay này. Nói chung là cái bài này nó không có khó, bạn coi số phút các bạn biết là có chỉ có hơn 5 5 phút thôi. Đó, chúng ta vẽ là chúng ta chỉnh sửa cho nó thôi nha, nó không có khó khăn gì đâu các bạn. Ok, vẽ 2D xong chúng ta tính tiếp. Nếu thấy kênh của mình hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, vẽ xong mình dùng lệnh fill bo lại. Mình sẽ vẽ cho cái bề mặt này nữa nha các bạn ha. Cái bề mặt này nè. Rồi ok, tao sẽ vẽ ở trên đây. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay và bổ ích thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nhé các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái khay này theo mình nghĩ chắc là cái khay đồ ăn cho em bé ha, tại mình coi trên mạng thấy cái mẫu này cũng khá là, nói chung cũng rất là dễ, nhưng mà nó chỉ cho các bạn một số cách về xử lý bề mặt á. Mình cũng có bài tập về khay 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 cơm, các bạn chịu khó theo dõi lại, cũng bằng phần mềm Creo này luôn nha các bạn ha. Ok, các bạn cắt bỏ cái phần này đi rồi và sẽ tiến hành dùng lệnh thích, dùng lệnh offset để mà tạo cái rãnh cho nó. Ok, cắt bỏ đi. Sau khi xong tiến hành dùng lệnh thích 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 cần nhé, cần ok tạo, chúng ta chọn define, ta chọn hai hai cái bề 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 mặt này. Ok red, chúng ta sẽ chọn hai hai cái mặt này lúc nhé, mình sẽ chọn hết một vùng luôn. Rồi ok, đó tạo được rồi đó các bạn nhập thông số nó vô. Nó nhập cái bề sâu với lại cái góc nghiêng của nó là ok. Rồi chúng ta quan sát nhé. Rồi đó, thấy ok không? Sau khi xong rồi chúng ta tiến hành dùng lệnh ta lưu lưu bài, chúng ta lệnh fillet bo lại những cái góc cạnh của nó đi. Ok, nếu thấy video của mình hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi, để mình có động lực làm những video tiếp theo. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, sau khi xong mình tiến hành dùng nó thích cần này. Đó, nhập cái bề dày cho nó. Rồi ok, thích thì các bạn bo tròn cho mấy cái viền nó cũng được. Mình thì mình rút ngắn là mình sẽ không có bo đâu nha các bạn ha. Rồi mình sẽ vẽ cái phần những cái quai rồi đó. Ok nhé. Nó nhập thông số nó vô.
Vì chúng ta vẽ xong cái hình chút kết, chúng ta cắt bỏ nó đi. Rồi ok. Rồi xong các bạn ha. Mà tập này rất là dễ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình nhé. Mình các bạn ở đây.